Chào mừng quý vị và các bạn cùng quay trở lại kênh Phong thủy Gia Cát. Lời đầu tiên thay mặt ban biên tập của chương trình, xin kính chúc quý vị luôn gặp vạn sự lành, tấn tài, tấn lộc, tấn bình an. Thưa quý vị, nước Việt Nam ta là một nước nông nghiệp hàng đầu trên thế giới. Việc canh tác, trồng trọt đã được cha ông ta quan tâm, tìm hiểu từ đời này sang đời khác để đưa được ra những kinh nghiệm truyền thống quý báu. Theo quan niệm phong tục từ xa xưa của người nông dân Việt Nam, việc chọn ngày trồng trọt không chỉ kịp thời vụ mà còn có ý nghĩa văn hóa tâm linh gắn liền với tập quán canh tác lúa nước từ lâu đời. Chọn đúng ngày tốt sẽ cho vụ mùa bội thu. Trong video ngày hôm nay, chúng tôi sẽ chia sẻ cho quý vị và các bạn về những ngày trồng trọt tốt nhất trong tháng 1 âm lịch năm 2023. Kiến thức này được trợ duyên bởi thầy Gia Cát cùng các thầy trong Hiệp hội Phong thủy và Tâm linh Việt. Vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng những ngày tốt mà chúng tôi sẽ chia sẻ ngay sau đây. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi sẽ chia sẻ cho quý vị và các bạn những nội dung chính sau. 1. Những ngày xấu kiêng kỵ trồng trọt trong tháng 1 âm lịch. 2. Những ngày tốt nhất trồng trọt trong tháng 1. 3. Tuổi nào dùng những ngày tốt này sẽ được lộc trời, may mắn và thành công suốt cuộc đời, tuổi nào đại kỵ không nên dùng. 4. Tổng kết những ngày tốt cho quý vị nắm bắt dễ dàng hơn. Đó là 4 nội dung chính mà chúng tôi sẽ chia sẻ cho quý vị và các bạn trong chương trình hôm nay. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Nội dung đầu tiên mà chúng tôi chia sẻ cho quý vị, những việc cần làm trong ngày trồng trọt tóm tắt như sau. Nội dung thứ nhất, những ngày xấu cần kiêng kỵ trong ngày trồng trọt. Thưa quý vị, mỗi một ngày sẽ có ý nghĩa riêng với từng sự việc. Ngày tốt của Lưu Bang là ngày tàn của Hạng Vũ. Như vậy không có ngày tốt chung cho tất cả mọi người hoặc có rất ít. Ngoài việc chọn ra ngày tốt cho sự việc, ta còn phải xem xét ngày đó tốt cho ai. Bây giờ chúng ta cùng bắt đầu tìm ra những ngày tốt nhất để tiến hành công việc trồng trọt trong tháng 1 âm lịch. Quý vị hãy tham khảo thêm trong cuốn sách Ngày Tốt Toàn Thư để tự chọn cho mình những ngày cắt lành nhất, tự xem ngày tốt một cách chủ động mà không phải phụ thuộc vào bất kỳ thầy nào. Trong cuốn sách Ngày Tốt Toàn Thư đã có đầy đủ các kiến thức về ngày tốt từ âm dương, ngũ hành, thiên can địa chi và lộc mã quý nhân, ứng dụng trực tiếp cho việc chọn ngày tốt dành cho những người chưa biết phong thủy tới những bậc chuyên gia. Các bạn hãy liên hệ tới số điện thoại 0989 349 119 để được tư vấn kỹ hơn về cuốn sách Ngày Tốt Toàn Thư. Theo Ngày Tốt Toàn Thư, những ngày trồng trọt phải đáp ứng các tiêu chí sau. 1. Ngày kỵ trồng trọt, kỵ những ngày sát chủ mùa, thiên địa chuyển sát, thụ tử, dương công kỵ, tam nương, nguyệt kỵ, nguyệt kiến, nguyệt phá, trực bình, trực định, thổ phủ, tử thần, kiếp sát, nguyệt hình, nguyệt yểm, địa hỏa, thiên sứ, đại thời, tứ phế, ngũ mộ, cửu tiêu, thổ phù, địa nang và ngày ất. 2. Ngày hợp trồng trọt, bao gồm thiên đức hợp, nguyệt đức hợp, thiên xá, nguyệt ân, tứ tướng, thời đức, ngày dân, ngũ phú và trực khai. Bây giờ xin mời quý vị cùng xét cát hung của từng ngày tìm ra những ngày tốt nhất trồng trọt trong tháng 1 âm lịch. Bước vào nội dung thứ hai, những ngày xấu cần kiêng kỵ trong tháng 1 âm lịch. Quý vị thân mến, việc đón cát tránh hung là một trong những tiêu chí quan trọng hàng đầu khi lựa chọn ngày tốt. Để lựa chọn được ra những ngày tốt đẹp nhất thì bao giờ cũng vậy, ta cần loại bỏ hết những hung tinh, những xung sát trong tháng để chọn ra những ngày tốt nhất trong tháng 1 âm lịch. Tháng 1 âm lịch năm 2023 Quý Mão bắt đầu từ ngày 22 tháng 1 dương lịch năm 2023 đến ngày 19 tháng 2 dương lịch năm 2023. Tháng 1 là tháng Giáp Dần, là tháng Thiếu có 29 ngày. Ngày mùng 1 là ngày Canh Thìn, ngày 29 là ngày Mậu Thân. Trong tháng 1 âm lịch có hai tiết khí là Lập Xuân và Vũ Thủy. Những ngày xấu cần tránh trong tháng 1 âm lịch bao gồm những ngày sau. 1. Ngày sát chủ là ngày Tỵ và ngày Tý, bao gồm mùng 2 Tân Tỵ, 14 Quý Tỵ, 26 Ất Tỵ, mùng 9 Mậu Tý, 21 Canh Tý. Đây là những ngày xấu đại kỵ không dùng. 2. Ngày sát chủ mùa là những ngày Thân, bao gồm mùng 5 Giáp Thân, 17 Bính Thân, 29 Mậu Thân cũng kiêng kỵ không dùng về việc gì. 3. Ngày thiên địa chuyển sát là ngày 12 Tân Mão. 4. Ngày thụ tử trong tháng 1 là những ngày Tuất, bao gồm mùng 7 Bính Tuất và 19 Mậu Tuất cũng kiêng kỵ không dùng vào việc gì. 5. Ngày dương công kỵ là ngày 13 Nhâm Thìn, kỵ các công việc liên quan đến nhà cửa. 6. Ngày tam nương bao gồm 6 ngày, mùng 3 Nhâm Ngọ, mùng 7 Bính Tuất trùng với ngày thụ tử, 13 Nhâm Thìn, 18 Đinh Dậu, 22 Tân Sửu và cuối cùng 27 Bính Ngọ. Đây là 6 ngày xấu và kỵ mọi việc. 7. Ngày nguyệt kỵ bao gồm mùng 5 Giáp Thân, 14 Quý Tỵ và cuối cùng là 23 Nhâm Dần. Đây là 3 ngày cực xấu và kiêng mọi việc. 8. Ngày Nguyệt Kiến là những ngày Dần, bao gồm 11 Canh Dần và 23 Nhâm Dần. 9. Ngày Nguyệt Phá là những ngày Thân, bao gồm mùng 5 Giáp Thân, 17 Bính Thân và 29 Mậu Thân. 10. Ngày Trực Bình là mùng 2 Tân Tỵ và 14 Quý Tỵ và 26 Ất Tỵ. 11. Ngày Trực Định là những ngày Ngọ, bao gồm mùng 3 Nhâm Ngọ, 15 Giáp Ngọ và 27 Bính Ngọ.
12 ngày thổ phủ là những ngày dần, bao gồm 11 canh dần và 23 nhâm dần. 13 ngày kiếp sát là những ngày hợi, bao gồm mùng 8 đinh hợi và 20 kỷ hợi. 14 ngày tai sát là những ngày tí, bao gồm mùng 9 mậu tí và 21 canh tí. 15 ngày nguyệt sát là những ngày sửu, bao gồm mùng 10 kỷ sửu và 22 tân sửu. 16 nguyệt hình là những ngày tỵ, bao gồm mùng 2 tân tỵ, 14 quý tỵ và 26 ất tỵ. 17 ngày nguyệt yểm, trong tháng 1 nguyệt yểm là những ngày tuất, bao gồm mùng 7 bính tuất và 19 mậu tuất. 18 ngày địa hỏa là những ngày tuất, bao gồm 2 ngày như trên. 19 ngày thiên sứ là ngày mão, bao gồm 12 tân mão và 24 quý mão. 20 ngày đại thời là ngày sửu, bao gồm mùng 10 kỷ sửu và 22 tân sửu. 21 ngày tứ phế là ngày ất hợi, tháng này không có. 22 ngày ngũ mộ là ngày 16 ất mùi. 23 ngày cửu tiêu là những ngày thìn, mùng 1 canh thìn, 13 nhâm thìn và 25 giáp thìn. 24 ngày thổ phù là những ngày sửu, bao gồm mùng 10 kỷ sửu và 22 tân sửu. 25 ngày điện nang là ngày 21 canh tí. 26 ngày ất, bao gồm mùng 6 ất dậu, 16 ất mùi và 26 ất tỵ. Đó là 26 hung tinh chúng ta cần loại bỏ trước khi tiến hành chọn những ngày tốt để thực hiện công việc trồng trọt cho được hanh thông thuận lợi. Sau khi đã loại bỏ những hung tinh, ta xét các tinh để tìm ra những ngày tốt nhất, bao gồm những ngày sau. 27 ngày thiên đức là những ngày đinh, bao gồm mùng 8 đinh hợi là ngày tốt, 18 đinh dậu phạm tam nương nên ta không chọn. Ngày 28 đinh mùi có thể chọn lựa để trồng trọt. 28 ngày thiên đức hợp là những ngày nhâm, bao gồm mùng 3 nhâm ngọ, 13 nhâm thìn, phạm tam nương, 23 nhâm dần là ngày nguyệt kỵ, không chọn ngày này. 29 ngày nguyệt đức là những ngày bính, bao gồm mùng 7 bính tuất là thụ tử, tuyệt đối không sử dụng, 17 bính thân là trực phá, không nên dùng, 27 bính ngọ là tam nương, kiêng kỵ mọi công việc. 30 ngày nguyệt đức hợp là những ngày tân, bao gồm mùng 2 tân tỵ là ngày sát chủ, tuyệt đối không sử dụng, 12 tân mão là ngày thiên địa chuyển sát, 22 tân sửu là ngày nguyệt sát, trực bế, đại thời, tốt nhất không nên dùng hai ngày này. 31 ngày thiên xá là những ngày mậu dần, tháng 1 âm lịch năm 2023 không có ngày này. 32 ngày nguyệt ân là những ngày bính, bao gồm mùng 7 bính tuất là ngày thụ tử, tuyệt đối không sử dụng. 17 bính thân là ngày trực phá, không nên dùng. 27 bính ngọ là ngày tam nương, kiêng kỵ mọi công việc. 33 ngày tứ tướng là những ngày bính và đinh, bao gồm mùng 7 bính tuất là ngày thụ tử, tuyệt đối không sử dụng. 17 bính thân là ngày trực phá, không nên dùng. 27 bính ngọ là ngày tam nương, kiêng kỵ mọi công việc quan trọng. Mùng 8 đinh hợi là ngày tốt, 18 đinh dậu phạm ngày tam nương nên không chọn hai ngày này. 28 đinh mùi là ngày tốt đã xét ở trên. 34 ngày thời đức là những ngày ngọ, bao gồm mùng 3 nhâm ngọ, 27 bính ngọ trùng ngày tam nương nên ta không chọn. 15 giáp ngọ tuy trùng ngày trực định nhưng cũng có nhiều các tinh nên có thể xem xét sử dụng. 35 ngày dân là những ngày ngọ đã xét ở trên. 36 ngày ngũ phú là những ngày hợi, bao gồm mùng 8 đinh hợi, 20 kỷ hợi, tuy trùng ngày kiếp sát nhưng có thể có nhiều các tinh nên ta vẫn chọn được. 37 ngày trực khai là các ngày tí trùng ngày sát chủ nên ta cũng không dùng được. 38 xét các ngày còn lại. Ngày dậu bao gồm 18 đinh dậu trùng ngày tam nương không dùng. Ngày mùng 6 ất dậu là ngày tốt trồng cây. Ngày mùi, mùng 4 quý mùi là ngày tốt, 16 ất mùi là ngày ngũ mộ nên ta không dùng, 28 đinh mùi là ngày tốt đã xét ở trên. Như vậy chúng ta đã dựa vào 38 tiêu chí của sách Ngày Tốt Toàn Thư chọn những ngày tốt nhất trồng trọt trong tháng 1 âm lịch. Những ngày tốt trong tháng 1 âm lịch cho việc trồng trọt là những ngày tốt sau. Ngày 28 đinh mùi kỵ những người tuổi sửu, hợp người tuổi ngọ, mão, hợi và những người có thiên can là nhâm. Ngày mùng 4 quý mùi kỵ những người tuổi sửu, hợp người tuổi ngọ, mão, hợi và những người có thiên can là mộng. Ngày mùng 6 ất dậu kỵ những người tuổi mão, hợp người tuổi thìn, tỵ sửu và những người có thiên can là canh. Ngày mùng 8 đinh hợi kỵ những người tuổi tỵ, hợp người tuổi dần, mão, mùi và những người có thiên can là nhâm. Ngày 20 kỷ hợi kỵ những người tuổi tỵ, hợp người tuổi dần, mão, mùi và những người có thiên can là nhâm. Đó là những ngày cát lành trồng trọt trong tháng 1 âm lịch và chi tiết những tuổi hợp kỵ với ngày. Quý vị hãy nhanh tay lựa chọn cho mình những ngày phù hợp nhất để tiến hành mọi việc thuận lợi và may mắn. Hy vọng là qua video này quý vị sẽ chọn được cho mình những ngày tốt đẹp và như ý. Mọi ý kiến đóng góp quý vị hãy để lại dưới ô bình luận bên dưới video hoặc gọi điện trực tiếp tới số 0989 349 119 để được giải đáp. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị hãy hoan hỷ đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để luôn cập nhật những thông tin mới nhất. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!